Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 năm 2018, tiến hành kiểm tra phòng số 204, nhà nghỉ Anh Tuấn 2 thuộc ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc. Công an thành phố Sa Đéc bắt quả tang bị cáo Tấn đang tàng trữ tổng cộng 7 bịch ma túy có tổng trọng lượng 0,96 gram cùng một roi điện và nhiều vật dụng dùng để sử dụng ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo Tấn khai nhận số ma túy trên được bị cáo mua từ một người thanh niên không rõ họ tên ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, sau đó mang về nhà trọ cất giấu để sử dụng thì bị bắt quả tang. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Tấn có học vấn 6/12, đủ trình độ để hiểu biết tác hại của ma túy, nên việc bị cáo cho rằng sử dụng ma túy để trị bệnh là hình thức chối tội quanh co, nên đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tấn mức án 1 năm 8 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.